trương năm 1926, vạn la chư thiên đâm thần đại huyền trận. Vậy ai biết a à? mệnh nhất huyên hai tay cắm đến ống tay áo, nhìn xem cực độ hèn mọn nói phó thác cho trời thôi. Ta ngược lại thật ra hy vọng Mục Vân có thể thắng. Thạch thông thiên đột nhiên đứng dậy, nói dù sao, tốt xấu, năm đó ta từ nhân giới bên trong táng thần sơn thức tỉnh, mang đi hắn ba cái đệ tử, một người đệ tử nàng dâu, an bài tại thông thiên thế giới, cũng là cực kỳ dạy bảo, nể tình phần tình nghĩa này bên trên, hắn thật thành, ta chưa chắc sẽ chết. Mệnh nhất huyên không khỏi nói, người tốt sợ a à, cho chúng ta thần đế mất mặt. Thạch thông thiên nhìn mệnh nhất huyên một chút, lười nhác phản bác cái gì. Quy nhất tiên tiếp theo nói Lý Thương Lan cũng tốt, mộ phù đồ cũng được, ai thành công hay không, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy, cho dù là mục tiêu thiên, ta cũng không hy vọng hắn thành công. Mục tiêu thiên, thạch thông thiên nỉ non nói, xác thực, người quá âm hiểm. Cái này ba cái giả ngân tệ, bây giờ suy nghĩ một chút thật không phải là người a à. mục vân nhìn liền đơn thuần một chút thạch thông thiên gật đầu nói ta cảm thấy hắn rất tốt quy nhất tiên nghe vậy không khỏi cười nói hắn là rất tốt mệnh nhất uyên nhìn thấy quy nhất tiên dạng như vậy không khỏi nói người nhìn người cái này tiện dạng cùng người ta thiếp thân đợi bao nhiêu năm người nhìn một cái người tiện không tiện vừa nhắc tới mục vân tựa như nâng lên nhà mình nhi tử ngốc giống như quy nhất tiên mắng người làm sao như thế lắm mồm a à chợt quy nhất tiên nhìn về phía thạch thông thiên nói lý thương lan tất yếu giết ngươi hắn muốn sát thiên nhất huyền cùng địa nhất tốn ta cùng mệnh nhất uyên ngăn cản không được cần phải giết ngươi ta hai người có lẽ còn có thể bảo đảm một bảo đảm ngươi ngươi theo chúng ta đi thôi thạch thông thiên nhìn về phía hai người không khỏi nói hai người các ngươi không phải là đến âm ta đi nghe chút lời này mệnh nhất uyên lôi kéo quy nhất tiên liền nói ngay đi, đi 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 quản kẻ ngu này sống hay chết đâu chúng ta đi cỏ quy nhất tiên một câu nhịn không được cũng là mắng một câu xoay người rời đi ai 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 hai vị chớ đi chớ đi a à. thạch thông thiên lập tức thả người đuổi theo hồ lớn ta đây không phải bị lý thương lan mộ phù đồ mục tiêu thiên bọn hắn âm sợ thôi chớ đi a à, ta tin các ngươi mang mang ta ba đạo thân ảnh ồn ào lấy rời đi nơi đây mà cùng lúc đó hồng mông thiên địa một mảnh hảo hán cát vàng ở giữa Mộ phù đồ mang theo một bộ hắc bào cổ pha đà, cùng dáng người thẳng tắp ngọc tu la, còn có tóc trắng phơ vô phục thiên tam đại thần đế, đi tại nơi sa mạc ở giữa. Cổ pha đà không khỏi kinh ngạc nói, cái này hồng mông thiên địa, giống như là một phương được sáng tạo mà ra thế giới thiên địa, cùng ngoại giới có chút khác biệt, ở chỗ này, cùng thiên đạo liên hệ, cảm giác. Yếu kém rất nhiều, nghe nói như thế, mộ phù đồ mở miệng nói, xác thực như vậy, nơi đây cùng thiên địa chi nguyên kết nối, nên là bị thái sơ thiết hạ qua cấm chế gì cũng chỉ có như vậy ở chỗ này chúng ta khả năng thoáng dễ dàng bị giết chết mộ phù đồ lời nói này ra cổ pha đà lông mày nhíu lại luôn cảm thấy âm phong trận trận vô phục thiên lúc này nhìn xem bốn phía nói chúng ta tới nơi này làm cái gì tìm kiếm thái sơ sao ân mộ phù đồ mở miệng nói thái sơ bản thể ngay tại cái này hồng mông thiên địa bên trong chỉ là hắn quá giảo hoạt chúng ta cần làm những gì mới có thể đem hắn dẫn đạo đi ra. Cái gì? Ngọc Tu La bật thốt lên, Mộ Phù Đồ nhìn về phía ba người, tiếp theo lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện ba đạo lệnh bài. Lệnh bài kia vuông vức, Khắc Ấn lấy phù đồ hai chữ. Mộ Phù Đồ mở miệng nói, trên lệnh bài này, Khắc Ấn lấy ta bản mệnh hồn phách, ta cần ba người các ngươi cầm trong tay lệnh bài, phối hợp ta, thiết hạ vạn la chư thiên đâm thần đại huyền trận. Vạn la chư thiên đâm thần đại huyền trận mộ phù đồ chân thành nói có trận pháp này chúng ta bốn người đối mặt thái sơ phần thắng sẽ cao một chút đương nhiên cũng chỉ là cao một chút bây giờ thái sơ đến cùng có thực lực gì ta cũng không dám cắt định cổ pha đà liền nói ngay chúng ta phối hợp ngươi vậy còn ngươi mộ phù đồ nghe vậy không khỏi cười nói ta biết ba người các ngươi nghe mục tiêu thiên một lời nói cũng không phải là rất tín nhiệm ta chúng ta bốn người cộng sự nhiều năm các ngươi đối với ta có không tín nhiệm không nói đến tổn thương cảm tình chúng ta luận sự cái này ba đạo lệnh bài là làm đại huyền trận ba tòa trận cước vị trí chỗ trong lệnh bài có ta mộ phù đồ bản nguyên hồn phách ta nếu là hại các ngươi các ngươi có thể lập tức đem bên trong bản nguyên hồn phách chu diệt cái này ba tấm lệnh bài bên trong có ta hơn một nửa bản nguyên hồn phách coi như không giết chết được ta cũng đủ để trọng thương ta mộ phù đồ nhìn về phía ba người không khỏi nói như thế nào đây là ta đủ khả năng hiện ra lòng thành của mình hạn độ lớn nhất nghe vậy cổ pha đà ngọc tu la vô phục thiên ba người nhìn nhau lập tức gật gật đầu nếu như thế chuẩn bị bắt đầu đi mộ phù đồ bước chân bước ra đứng ở cát vàng ở giữa ngẩng đầu nhìn lên trời nó hai tay vẫy một cái thể nội khí tức kinh khủng quanh quẩn không tiêu tan trong chốc lát cái này trăm vạn dặm cát vàng thiên địa nguyên bản gồn cát san sát đại địa tại mộ phù đồ ảnh hưởng dưới, dần dần bị san bằng vết tích. Mộ phù đồ đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm. Nếu như từ không trung vạn trượng nhìn xem đến, cái này phương viên trăm vạn giảm cát vàng chi địa, giờ phút này đã hóa thành một mảnh bằng phẳng đại địa. Mà phía trên đại địa, khắc lục chừng đủ ngàn vạn hơn trăm triệu đạo huyết văn. Đạo đạo huyết văn, lượn lờ bay lên không, khiến cho nguyên bản cát bụi đầy trời sa mạc thiên địa, hóa thành một mảnh huyết mang thiên địa. Mộ phù đồ mở miệng nói, ta bằng vào ta tự thân khí huyết làm dẫn, thái sơ như muốn cường đại, tất nhiên là sẽ chu sát thần đế, thôn vệ thần đế, tăng lên bản thân, ta hiện tại làm mồi dụ, các ngươi ba vị, chấn thủ trận pháp tam giác. Nghe vậy, vô phục thiên, cổ pha đà, ngọc tu la ba người, thân thể trong nháy mắt lấp lóe, nhảy mấy cái ở giữa, chính là xuất hiện tại trăm vạn giảm cát vàng đại địa biên giới vị trí. Từ trên không nhìn xem đến, ba người bày biện ra một hình tam giác trạng sắp tối phù đồ bao khỏa ở trung ương. Mộ phù đồ mắt thấy ba người nơi xuống, hai tay mở ra. Lớn phù đồ pháp, quát khẽ một tiếng vang vọng, thoáng chốc, mộ phù đồ thân thể bộc phát, trong nháy mắt đến cao trăm trượng lớn, hơn nữa còn tại tiếp tục mở rộng. Không bao lâu, nó thân thể dần dần bộc phát ra, hóa thành ngàn trượng, vạn trượng, tựa như giữa thiên địa một tôn thần kỳ, một đạo sánh vai thiên địa cự nhân. Trên thực tế, hắn cũng xác thực chính là một vị thần linh cao vạn trượng lớn mộ phù đồ, trên đỉnh đầu, huyết thiên phía dưới, ngưng tụ mà ra một tôn mấy vạn trượng cao lớn phù đồ cự tháp. Cự tháp tổng cộng có 9 tầng, lăng đứng ở cự nhân phía trên, mang theo một cỗ diệt thiên chi thế, dù là cách hơn ngàn vạn dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cỗ kinh khủng khí thế. Một màn này, nếu là phát sinh ở trong thế giới mới, chỉ sợ một phương thế giới bên trong vô số nhỏ yếu sinh linh, vẻn vẹn là tiếp nhận cái này thần đế cực hạn áp lực, liền phải chết bị thương thành trên vạn ức. Mộ Phù Đồ hai tay kéo lấy ngưng tụ mà ra phù đồ cổ tháp, hai mắt tại lúc này cũng là xích hồng như ăn lông ở lỗ quái nhân bình thường. Lớn phù đồ pháp, Cổ Pha đà mắt nhìn lấy một màn này, một tiếng uống xong, nó thân thể nhất thời hóa thành cao vạn trượng lớn, cùng Mộ Phù Đồ xa xa cách xa nhau, mở miệng quát, "Mộ Phù Đồ, ngươi làm cái gì vậy?" Thái Sơ chưa từng hiện thân, ngươi cớ gì thi triển ra lớn phù đồ pháp?